Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024, sức tiêu thụ thịt heo đang vào đợt mạnh nhất trong năm do nhu cầu sử dụng thịt làm thực phẩm Tết của người dân cả nước. Tuy nhiên, giá heo hơi tiếp tục giữ ổn định. Giá heo hơi miền Bắc. Miền Bắc vẫn là khu vực giao dịch heo thịt sôi động hơn cả. Tuy nhiên, theo một số đầu mối chăn nuôi lớn, ở thời điểm này các công ty chăn nuôi cũng đẩy mạnh bán heo ra khiến nguồn cung heo không bị thiếu hụt. Đó là lý do giá heo không biến động giá heo hơi của các công ty chăn nuôi bán ra vẫn cao hơn giá heo nuôi trong dân từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg. Nguồn heo nuôi trong dân cao nhất cũng chỉ được 60.000 đồng 1 kg tại một số địa phương thuộc các tỉnh như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Trong khi giá heo từ doanh nghiệp bán ra phổ biến trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng chột kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình giá heo hơi dao động trong khoảng 55.000 đến 60.000 đồng 1 kg, mức 60.000 đồng 1 kg không phổ biến. Tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, giá heo hơi phổ biến trong khoảng từ 54.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá heo tại Hòa Bình từ 55.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên từ 54.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng một kg, Quảng Ninh ở mức 54.000 đến 59.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên giữ nguyên trong khoảng 56.000 đến 57.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo hơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh quanh mức 54.000 đến 57.000 đồng một kg. Quảng Trị Thừa Thiên Huế giá heo hiện trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng một kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi từ 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Quảng Nam, Đà Nẵng cao nhất từ 54.000 đến 56.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa từ 54.000 đến 55.000 đồng một kg. Bình Định khoảng 53.000 đến 55.000 đồng trên kg. Bình Thuận từ 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 53.000 đến 55.000 đồng 1 kg, trong đó Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 52.000 đến 54.000 đồng trên kg, Lâm Đồng khoảng 53.000 đến 55.000 đồng trột kg. Giá heo hơi miền Nam Giá heo hơi miền Nam từ 52.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ, giá heo tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước từ 52.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Long An và Tiền Giang khoảng 52.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 52.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 53.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo mảnh tại các chợ đầu mối của thành phố. Hồ Chí Minh giao dịch trong khoảng 70.000 đến 73.000 đồng một kg với heo mảnh loại 1 và 57.000 đến 63.000 đồng trên kg với heo mảnh loại 2. Theo nhận định của giới kinh doanh, dự kiến đến khoảng 28 đến 30 Tết, sức mua thịt heo mới tăng mạnh. Tuy nhiên, do cung cầu được đảm bảo nên giá khó biến động tăng đột biến, nhất là khi nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết của người dân cũng có nhiều thay đổi theo hướng sử dụng đa dạng các loại cá thịt và giảm mua thịt heo. Đồng thời, nhiều người không còn mua các loại cá thịt với số lượng lớn để trữ trong dịp Tết mà mua đủ dùng. Do phần lớn tiểu thương tại nhiều chợ chỉ nghỉ bán mùng 1 Tết, đến mùng 2 Tết đã bán lại bình thường. Năm nay, tình hình kinh tế chung có khó khăn, nhiều người dân có xu hướng tiết kiệm trong chi tiêu nên dự báo cũng giảm mua thịt heo và nhiều loại hàng hóa. Ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc công ty C P Việt Nam cho biết, sức mua Tết giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Đối với thịt heo, giá cả vẫn ổn định nhằm đảm bảo cung cấp đủ thịt heo và các sản phẩm chế biến trong dịp tết tuy nhiên cần sự cộng tác từ các cơ quan chức năng doanh nghiệp và người dân để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch và giảm giá thịt heo việc kiểm soát vận chuyển và buôn bán heo cần được thực hiện chặt chẽ để ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh đồng thời giảm giá thịt heo cần được điều chỉnh hợp lý để không ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi người tiêu dùng cũng cần lựa chọn sản phẩm dựa trên chất lượng và an toàn thực phẩm hy vọng rằng công tác phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi sẽ đạt được kết quả tốt và đảm bảo an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng. Việc giảm giá thịt heo trước Tết cũng đóng góp vào kích thích tiêu dùng và mang lại niềm vui cho người dân trong dịp đặc biệt này. Theo thông tin từ các nguồn tin chính thống của Việt Nam, giá heo hơi trên thị trường đang ổn định ở mức trung bình 55,000 đến 59,000 đồng chuột kg. Đây là mức giá tương đối ổn định so với thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh thịt heo. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, mức giá ổn định này có liên quan trực tiếp đến tình hình cung cấp heo thịt. Theo thống kê từ Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, số lượng heo được nuôi và cung cấp ra thị trường đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Điều này có thể được coi là một tín hiệu tích cực, đồng nghĩa với việc tăng cường cung cấp và hạn chế tình trạng khan hiếm. Trong dịp cận Tết, chợ thịt heo đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các gian hàng bày bán thịt heo tụ tập đông đúc với nhiều lựa chọn đa dạng về sản phẩm từ thịt tươi sống cho đến các loại chế biến sẵn. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mà còn thể hiện sự phục hồi của ngành chăn nuôi heo và thị trường thực phẩm nói chung. Trong tháng 1 năm 2024, giá heo hơi trên cả nước diễn biến theo xu hướng tăng trên diện rộng. Trong đó, khu vực miền Bắc ghi nhận mức giá heo hơi trung bình tăng cao nhất trên 13%, khoảng 6.800 đồng chuột kg thời điểm đầu tháng 2 năm 2024 so với đầu tháng 1 năm 2024. Đứng thứ hai là khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi trung bình tăng cao gần 12%. Xếp vị trí thứ ba là khu vực miền Nam, giá heo hơi trung bình tăng cao 8,3%. Như vậy, khu vực miền Bắc đang dẫn đầu cả nước về giá heo hơi. Hiện, giá heo hơi bật tăng trở lại đem lại những tín hiệu tích cực cho người chăn nuôi. Bởi với các đông hộ, theo tính toán, giá thành sản xuất đã khoảng 50.000 đồng một kg, do đó, với giá bán từ 52.000 đến 60.000 đồng một kg, người chăn nuôi đã có lãi. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục tăng từ nay đến Tết Nguyên đán do thị trường đang có dấu hiệu phục hồi trở lại trong những ngày cuối năm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong thời gian Tết Nguyên đán năm nay dự báo tăng khoảng 5 đến 10%, thấp hơn so với những năm trước đó. Có thể thấy, những ngày cuối năm 2023, đầu năm 2024 giá heo đã bật tăng cao trở lại so với những ngày trước đó tuy nhiên vẫn còn nổi lo lắng cho bà con trong quý 1 2024 liệu giá có còn giữ mức tăng cao không, hay lại rơi vào giá thấp khiến người chăn nuôi phải lâm vào cảnh khó khăn nợ nần chồng chất. Có những người dáng cầm cụ vì yêu nghề chứ có những người phải bán hết sổ đỏ để trả nợ trả lãi. Bức tranh năm nay cho thấy dù giá giảm mạnh nhưng sức mua vẫn có để tiêu thụ, khiến nhiều người chăn nuôi lo lắm. Bởi cuối năm thường là cao điểm tiêu thụ thịt lợn, kéo giá tăng mạnh. Trong khi đó nhiều đơn vị chăn nuôi dự đoán sức mua thấp cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể khiến gần Tết nguyên đán giá mới tăng trở lại. Cục chăn nuôi cũng nhìn nhận, nguyên nhân hiện tượng giá heo hơi giảm ngang hoặc dưới giá thành sản xuất trong thời gian gần đây là do sức mua thực phẩm của người dân nhìn chung giảm nhẹ so với trước đây do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng khi lạm phát tăng, lãi suất vay tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng. Sức tiêu thụ thực phẩm của các khu công nghiệp giảm mạnh do nhiều công ty giảm quy mô sản xuất, giảm đơn hàng của đối tác nhập khẩu, chi phí nhập khẩu nguyên liệu tăng cao. Từ đầu tháng chạp, giá heo hơi đã bắt đầu tăng, tăng từng ngày. Mức giá cao nhất của heo hơi do một công ty chăn nuôi cung cấp ra thị trường là 59.000 đồng chột kg. Thương lái mua heo từ các trại và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng tăng và đạt mức giá tương đương 58.000 đồng một kg, giống như giá heo do công ty cung cấp. Số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ dao động trên dưới 50.000 đồng một kg heo hơi, lợi nhuận heo nhập lậu đang khiến chăn nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn người chăn nuôi phải bán dưới giá thành sản xuất. Ngoài ra, heo nhập lậu tràn vào nước ta còn gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong tương lai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng đàn, thiếu hụt nguồn cung trong nước. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Trước tình hình trên, đại diện cục chăn nuôi nhấn mạnh ngành chăn nuôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm soát dịch bệnh cũng như giám sát chất lượng sản phẩm thịt heo đưa ra thị trường. Nếu cách đây khoảng một tháng, nhiều hộ chăn nuôi heo không khỏi lo lắng trước việc giá heo hơi có lúc giảm xuống mức 46.000 đồng một kg thì mức giá được ghi nhận hiện nay vào khoảng 52.000 đến 60.000 đồng một kg. Bà Trần Thị Cẩm Loan, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, chia sẻ, tôi và nhiều hộ nuôi heo rất phấn khởi khi nghe tin giá heo hơi tăng trở lại. Hy vọng rằng từ nay đến Tết Nguyên đán giá heo sẽ tiếp tục tăng để người chăn nuôi ai cũng có lãi, có thêm chi phí mua sắm, đón một năm mới thật vui tươi. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cách đây 2 tháng, nhiều người đã đẩy mạnh tái đàn với mong muốn sẽ thu được một khoản lời nhỏ vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng với tình hình giá cả như hiện nay, cộng thêm sự đe dọa của dịch tả heo châu Phi thì kỳ vọng giá heo hơi đạt mốc trung bình 60.000 đồng Việt kg trong những ngày tới rất khó. Thêm vào đó, Nhập khẩu từ thịt đông lạnh tới heo sống nhập lậu tràn vào khiến ngành chăn nuôi heo trong nước thêm khó khăn. Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng tại nhiều nơi trên cả nước. Sau khi lực lượng chức năng tại nhiều địa phương siết chặt heo nhập lậu, giá heo hơi vì vậy được dự báo sẽ giữ đà tăng. Tình trạng heo nhập lậu diễn ra nhiều năm qua nhưng cao điểm nhất vẫn là gần Tết vì nhu cầu tiêu thụ Việt Nam tăng, giá thịt heo cũng tăng. Do đó, vận chuyển, buôn bán trái phép heo nhập lậu vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn lối mở vẫn gia tăng mạnh. Cận Tết là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao, nguồn cung thịt heo sạch trên thị trường luôn được người dân đặc biệt quan tâm. Hiện các địa phương siết chặt công tác giết mổ trên địa bàn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, nhận định khó khăn của ngành chăn nuôi heo còn kéo dài trong năm 2024 khi nguồn cung vẫn dồi dào mà sức mua chưa hồi phục. Trong khi đó, heo nhập lậu về nhiều và giá khá rẻ, gây thêm sức ép cho sản phẩm heo trong nước. Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Chí Công cho rằng ngành chăn nuôi heo trong nước phải tìm cách hạ giá thành để tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm ở các kênh nhập khẩu. Vào dịp cuối năm, thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để các loại mầm bệnh phát triển và gây bệnh. Đến nay, dịch tả heo châu Phi đã có vaccine phòng bệnh nhưng chưa được tiêm phòng rộng rãi trên đàn heo của tỉnh nên nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm từ heo, không để tình trạng mua bán, giết mổ heo bệnh mang ra bán tại các chợ làm lây lan dịch bệnh. Không chỉ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các trang trại lớn cũng đang trông đợi sẽ thu lãi cao từ lứa heo Tết này. Trang trại chăn nuôi heo tại ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức đang nuôi khoảng 400 con heo thịt. Ông Phan Công Luận, kỹ thuật trang trại cho biết, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 300 con heo thịt. Tính đến nay, Trọng lượng heo đã đạt trung bình 90 kg con, chuẩn bị xuất bán phục vụ thị trường Tết. Tại miền Bắc, do nguồn cung heo từ các tỉnh phía Nam ra khá dồi dào khiến giá heo hơi trứng lại trong những ngày gần đây. Cũng theo ông Đăng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn heo là rất lớn. Để ổn định nguồn cung thịt heo, Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi, nhất là tại các ổ dịch cũ khu vực có nguy cơ cao. Theo một số đầu mối, những ngày gần đây, giá heo hơi tại Việt Nam tăng nhanh, nguồn heo từ Campuchia, Thái Lan bắt đầu xuất hiện nhiều. Dù cơ quan chức năng tại các tỉnh Tây Nam Bộ tăng cường giám sát các tuyến biên giới, nhiều vụ bắt heo nhập lậu nhưng nguồn heo này vẫn được được vào. Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình trạng heo nhập lậu vẫn phức tạp trong thời gian gần đây. Theo đó, bằng nhiều nguồn tin mà Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nắm được, Do đang vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng heo nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn heo là rất lớn. Để ổn định nguồn cung thịt heo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi, nhất là tại các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao. Theo thông tin từ Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, hiện tình trạng heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn heo trong nước. Theo hiệp hội này, bằng nhiều nguồn tin mà Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã nắm được cho thấy, do đang vào thời điểm Tết Nguyên đán giáp thìn, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng heo nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Trước tình trạng này, Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã gửi công văn kiến nghị với mong muốn Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép heo qua biên giới, hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn heo buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ông Tống Xuân Trinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Tỷ lệ đàn heo hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo từ nay đến Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới. Thao gỡ vướng mắc tiếp cận vaccine dịch tả heo châu Phi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lên kế hoạch bổ sung dịch tả heo châu Phi vào danh sách những bệnh phải phòng ngừa bắt buộc bằng vaccine. Đây sẽ là căn cứ để các địa phương sắp xếp nguồn kinh phí sử dụng vaccine cho đàn heo thịt. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.